tình yêu là gì? Cảm thấy nó thì dễ, định nghĩa tình yêu quả thực khó. Nếu bạn hỏi cá biển giống gì, cá sẽ nói, đây là biển, biển là tất cả xung quanh, và nó là thế. Nhưng nếu bạn cứ nài nỉ mãi, xin định nghĩa biển đi, thế thì vấn đề trở thành quả thực rất khó. Điều cao thượng nhất và tuyệt vời nhất trong cuộc sống, có thể được biết tới, nhưng chúng lại khó định nghĩa, khó mô tả. Khổ của con người là thế này, trong 4 đến 5 nghìn năm qua, con người đơn giản nói và nói mãi về cái gì đó mà con người phải đã sống một cách tha thiết nhất. Về cái gì đó mà phải được nhận ra từ bên trong. Về tình yêu. Đã có những bài nói vĩ đại về tình yêu, vô số bản tình ca đã được hát lên và những bài thánh ca thành kính vẫn liên tục được tụng niệm trong chùa chiền, đền đài và nhà thờ. Tất cả những điều đó chẳng được tiến hành nhân danh tình yêu sao? Vậy mà vẫn không có chỗ cho tình yêu trong cuộc sống con người. Nếu chúng ta đào sâu vào trong ngôn ngữ của nhân loại, chúng ta sẽ không tìm ra từ nào không thật hơn từ tình yêu. Tất cả các tôn giáo đều mang thái độ kỳ quặc về tình yêu. Nhưng loại tình yêu thấy được ở mọi nơi, loại tình yêu đã bao bọc con người như bất hạnh cha truyền con nối nào đó, thì chỉ thành công trong việc đóng lại tất cả các cánh cửa tới tình yêu trong cuộc sống con người. Nhưng đám đông tôn thờ những nhà lãnh đạo tôn giáo như đấng sáng tạo của tình yêu. Họ đã làm cho tình yêu thành giả, họ đã chặn lại mọi dòng suối của tình yêu. Trong trường hợp này, không có khác biệt cơ bản nào giữa Đông và Tây, giữa Ấn Độ và Mỹ. Dòng suối tình yêu đó vẫn còn chưa trào lên bề mặt trong con người. Và chúng ta đóng góp điều này cho chính bản thân con người. Chúng ta nói nó hiện hữu bởi vì con người bị tha hóa và tình yêu đã không tiến hóa và không có dòng chảy tình yêu trong các kiếp sống của mình. Chúng ta trách nó dựa trên tâm trí, chúng ta nói tâm trí độc. Tâm trí không độc. Những người đã làm thoái hóa tâm trí, đã đầu độc tình yêu, họ đã không cho phép trưởng thành của tình yêu. Chẳng có gì trong thế giới này độc cả. Không cái gì xấu, trong toàn bộ sự sáng tạo của Thượng Đế, mọi thứ đều là nước cam lồ. Chỉ mỗi con người biến chiếc cốc đầy nước cam lồ này thành nước độc. Và thủ phạm chính là cái gọi là các thầy giáo, cái gọi là những người linh thiêng và thánh nhân, chính khách. Suy ngẫm về điều này thật chi tiết vào. Nếu bệnh này không được hiểu ngay ra, nếu nó không được làm lành mạnh ra, chẳng có khả năng nào cho tình yêu trong cuộc sống của con người, bây giờ hay trong tương lai. Điều mỉa mai là ở chỗ, ngay từ đầu, chúng ta đã chấp nhận một cách mù quáng nguyên nhân cho điều này, từ chính cội nguồn đáng bị trách cứ, về việc không làm rạng lên tình yêu trên đường chân trời của con người. Những nguyên tắc lầm lạc vẫn được lặp đi lặp lại mãi qua nhiều thế kỷ. Chúng ta không thấy được dối trá cơ bản đằng sau những nguyên tắc nguyên thủy đó. Và thế rồi hỗn loạn được tạo ra bởi vì con người bản năng không thể trở thành cái mà những quy tắc phi tự nhiên này nói người đó đáng phải trở thành. Chúng ta đơn giản chấp nhận rằng con người là sai. Nhìn nhân loại đi. Con người ốm yếu thế, ốm yếu từ những bệnh tật tích lũy trong 5, 6, 10.000 năm. Người ta cứ lặp đi lặp lại mãi rằng chính con người sai, không phải là nền văn hóa. Con người đang mục ruỗng, vậy mà nền văn hóa lại được ca tụng. Nền văn hóa vĩ đại của chúng ta, tôn giáo vĩ đại của chúng ta, mọi thứ đều vĩ đại. Và nhìn quả của nó đi. Họ nói, con người là sai, con người phải tự thay đổi mình. Vậy mà chẳng ai đứng lên để hỏi, liệu mọi thứ không giống như chúng hiện thế là do nền văn hóa và tôn giáo của chúng ta không thể nào làm tràn đầy con người bằng tình yêu sau 10.000 năm có dựa trên các giá trị sai hay không? Và nếu tình yêu đã không tiến hóa trong 10.000 năm qua dựa trên nền văn hóa và tôn giáo này thì bạn có rút nó ra từ tôi cũng chẳng có tương lai nào để thấy một con người yêu thương. Cái gì đó không thể nào đạt tới được trong 10.000 năm qua thì cũng không thể nào đạt tới được trong 10.000 năm tiếp. Con người ngày nay sẽ là hệt như con người ngày mai. Mặc cho những lớp nhãn hiệu bao bọc bên ngoài, nền văn minh và công nghệ thay đổi theo thời đại, nhưng con người vẫn như cũ và sẽ như cũ mãi. Chúng ta không được chuẩn bị để duyệt xét lại nền văn hóa và tôn giáo của mình
vậy mà chúng ta vẫn cứ ca bài tán dương của họ hết hơi trong phổi, và hôn chân các thánh nhân, và người coi sóc của họ. Chúng ta thậm chí không đồng ý nhìn lại, suy ngẫm về cách thức, và chiều hướng suy nghĩ của mình, để kiểm tra lại xem liệu họ có không lầm lạc hay không, để xem liệu họ có không phải là sai tất cả hay không. Tôi muốn nói rằng cơ sở là khiếm khuyết, rằng những giá trị đó là giả. Bằng chứng là con người ngày nay. Còn có thể có bằng chứng nào khác được nữa? Nếu chúng ta gieo hạt mầm, và quả là độc và đắng, điều đó chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ rằng, hạt mầm ấy phải đã là độc và đắng rồi. Nhưng tất nhiên khó nói trước, liệu một hạt mầm đặc biệt sẽ cho quả đắng hay không? Bạn có thể xem nó rất cẩn thận, ép nó, hay đập nó ra, nhưng bạn không thể nào dự đoán để chắc được liệu quả sẽ ngọt hay không. Bạn phải đợi phép thử của thời gian. Gieo một hạt mầm, cây sẽ mọc lên. Năm tháng sẽ qua đi, cây sẽ trồi lên, sẽ vươn rộng cành của nó lên trời, sẽ mang triệu quả, và chỉ thế thì bạn mới đi tới biết liệu hạt mầm đã được gieo ấy có đắng hay không. Con người hiện đại là quả của những hạt mầm đó của văn hóa và tôn giáo đã được gieo từ 10.000 năm trước và đã được nuôi dưỡng từ đó tới giờ. Và quả này đắng, nó đầy những xung đột và khổ. Nhưng chúng ta lại chính là những người tán dương các hạt mầm đó và trông đợi tình yêu nở hoa từ chúng. Không thể thế được, tôi nhắc lại, bởi vì bất kỳ khả năng nào cho việc sinh thành ra tình yêu cũng đều bị tôn giáo giết chết. Khả năng đã bị đầu độc. Còn nhiều hơn trong con người, tình yêu có thể được thấy trong chim chóc, con vật và cây cối, trong những đối tượng không có tôn giáo hay văn hóa. Tình yêu hiển nhiên có nhiều trong con người chưa văn minh, trong những tiều phu lạc hậu, hơn là trong con người văn minh và văn hóa, cái gọi là tiến bộ ngày nay. Và, nhớ lấy, người nguyên thủy không có văn minh, văn hóa hay tôn giáo phát triển. Tại sao con người dần trở thành ngày càng cằn cỗi tình yêu nhiều thế, khi con người tự nhận là ngày càng văn minh hơn, văn hóa hơn và tôn giáo hơn, đều đặn đi tới chùa chiền, đền đài và nhà thờ để cầu nguyện? Có những nguyên nhân nào đó, và tôi muốn thảo luận về chúng. Nếu những nguyên nhân này có thể được hiểu ra, thì dòng suối vĩnh hằng của tình yêu có thể tuôn ra. Nhưng nó vẫn đang bị nhốt vào trong tảng đá, nó không thể trào ra bề mặt. Nó bị vây khắp xung quanh, và dòng sông Hằng không thể nào phun ra, không thể nào tuôn chảy tự do được. Tình yêu là ở bên trong con người. Nó không được nhập khẩu từ bên ngoài. Nó không phải là hàng hóa mua bán khi chúng ta ra chợ. Nó có đó như hương thơm của cuộc sống. Nó ở bên trong mọi người.